Thì trong cái bài trình bày hôm nay thì tôi sẽ thứ nhất nói về một số thông tin chính từ cái hội nghị IAS và APSA năm 2019. Sau đó tôi sẽ nói về cái cơ sở tại sao mà có những cái thay đổi rất nhiều cho China 2019 so với những cái phiên bản China trước đây. Và cái cuối cùng tôi sẽ nói là làm sao chúng ta sẽ áp dụng China 2019 vào thực hành lâm sàng tại Việt Nam một cách hiệu quả. Thì cái thông điệp chính từ IAS hay là APSA 2019 về hàng thì họ nhấn mạnh về cái tình trạng là hàng vẫn không được kiểm soát hoàn toàn ở nhiều nước trên thế giới, và tôi sẽ trình bày sau đây và đặc biệt chú trọng tới cái vùng châu Á Thái Bình Dương. Thì một trong những cái lý do mà hàng vẫn không được kiểm soát hoàn toàn hoặc là cái tỷ lệ hàng kiểm soát hoàn toàn rất thấp, đó là do cái tình trạng sử dụng cái Sapa đơn thuần quá mức. Và tình trạng sử dụng Sapa đơn thuần thì được xem như nó sẽ gây ra những cái kết cục xấu cho bệnh nhân, mặc dù đây là một thuốc mà có tác dụng cắt cơn tạm thời. Và trong hai hội nghị này họ nhấn mạnh đến việc sử dụng ICS. ICS tức là thuốc corticoid dạng HIIT, họ được xem như là một cái thuốc nó vừa kiểm soát được triệu chứng hen và vừa giảm được cái đợt cấp, và từ đó nó sẽ giảm nhu cầu bệnh nhân sử dụng Sapa đơn thuần, tức là thuốc cắt cơn đơn thuần, và cuối cùng là sẽ giảm được cái tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Và đặc biệt trong cái hội nghị IAS họ nói rất nhiều về cái việc mà nếu chúng ta phối hợp ICS với lại Sapa thì nó sẽ làm giảm đi cái tác dụng bất lợi của Sapa. Vậy là nếu chúng ta sẽ sử dụng Sapa đơn thuần thì gây ra rất là nhiều tác dụng, mà nếu chúng ta sử dụng thêm ICS thì nó khắc phục được cái nhược điểm của Sapa. Cho nên đó là lý do tại sao mà China 2019 họ khuyên chúng ta là không sử dụng Sapa đơn thuần cho bệnh nhân hen. Nếu đã sử dụng thì nên kết hợp với ICS để làm giảm thiểu bất lợi của Sapa. Một cái nữa thì nhiều cái nghiên cứu họ tổng kết lại tất cả các thử nghiệm lâm sàng trước đây thì họ thấy rằng là phần lớn các hiệu quả lâm sàng của ICS cho bệnh nhân hen thì sẽ đạt được với cái liều ICS thấp đến trung bình. Cho nên là chúng ta không cần thiết phải sử dụng cái liều ICS cao kéo dài. Và đó là lý do China 2019 họ cũng giảm cái liều của hen bậc 4 từ cái ICS liều cao xuống liều trung bình. Và một điều đặc biệt nữa là bệnh nhân hen đó là khi mà họ điều trị một thời gian thì họ sẽ không có tuân thủ điều trị, cho nên họ nhấn mạnh với chúng ta là cái hành xử bình thường của bệnh nhân hen là theo thời gian cái tình trạng tuân thủ điều trị cái thuốc ngừa cơn nó sẽ giảm dần, cho nên chúng ta phải tăng cường giáo dục bệnh nhân để mà tăng khả năng sử dụng thuốc ICS là thuốc ngừa cơn cho bệnh nhân hen. Thì cái điều quan trọng nhất trong cái IAS hay APSA 2019 là họ nói nhiều về cái China 2019, thì đây được xem như là một cái phiên bản mà nó có rất nhiều thay đổi sau khi họ tích lũy nhiều cái bằng chứng trong 30 năm qua. Và trong cái China 2019 thì họ luôn nhấn mạnh là chúng ta không nên chỉ định thuốc cắt cơn, tức là Sapa đơn thuần cho bệnh nhân hen, dù bất kể cái bậc điều trị nào mà chúng ta cũng phải sử dụng thuốc kiểm soát triệu chứng hay là và kiểm soát đợt cấp, tức là sử dụng thuốc ngừa cơn. Và cái thông điệp nhất quán của China 2019 là chúng ta điều trị hen không chỉ điều trị giảm triệu chứng mà chúng ta phải nhắm đến giảm nguy cơ, tức là giảm đợt cấp. Và đặc biệt trong cái phiên bản China 2019 là họ đưa ra chúng ta có nhiều cái lựa chọn điều trị trong việc chọn các thuốc kiểm soát hen, có nhiều cái lựa chọn, nhiều cái chế phẩm, từ đó chúng ta có thể áp dụng cái China 2019 cho những cái cơ sở khác nhau, những cái nơi mà có những cái thuốc khác nhau chứ không nhất thiết là phải sử dụng một loại thuốc. Thì đó là cái điểm mạnh của China 2019. Thì bây giờ tôi sẽ qua phần thứ hai là tôi sẽ nói về cơ sở tại sao mà China 2019 có những thay đổi như thế. Thì cái thực trạng là chúng ta kiểm soát hen không được tốt lắm, và cái mục tiêu điều trị dài hạn của hen là chúng ta biết rằng là chúng ta phải kiểm soát tốt triệu chứng hen và duy trì khả năng hoạt động bình thường của bệnh nhân. Và chúng ta phải làm bằng mọi cách là giảm thiểu nguy cơ trong tương lai gần, có giảm tử vong do hen, giảm đợt cấp, rồi giới hạn khí gia giãn, tức là FEV1 phải về bình thường, và sử dụng thuốc như thế nào đó mà ít bị tác dụng phụ của thuốc, đặc biệt là sử dụng ICS với liều thấp hoặc là trung bình.
Thì chúng ta biết rằng khi mà điều trị hen thì chúng ta hướng tới là kiểm soát được triệu chứng hen, thì theo GINA 2019 cũng giống như những phiên bản khác thì họ đánh giá việc kiểm soát triệu chứng hen là dựa vào cái triệu chứng ban ngày, tức là bệnh nhân phải dưới 2 lần trong một tuần lễ, là bệnh nhân không thức giấc ban đêm do hen, rồi dùng thuốc cắt cơn phải dưới 2 lần trong một tuần và không giới hạn hoạt động mà do bệnh hen. Nếu bệnh nhân mà có tất cả những cái 4 đặc điểm đó thì xem như bệnh nhân hen được kiểm soát hoàn toàn. Còn nếu bệnh nhân có một trong hai những cái dấu hiệu mà không kiểm soát đó thì xem như là kiểm soát một phần, còn nếu 3 tới 4 dấu hiệu là xem như là không kiểm soát. Và chúng ta sẽ đánh giá mức độ kiểm soát hen về triệu chứng là trong vòng 1 tháng qua hay là 4 tuần một lễ qua, thì hướng như thế nào đó để bệnh nhân không có 4 cái đặc điểm mà là hen nó ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Thì nếu mà sử dụng cái tiêu chuẩn kiểm soát triệu chứng hen theo GINA đó, thì một cái nghiên cứu họ tiến hành năm 2011 tại 9 nước ở vùng châu Á Thái Bình Dương cho khoảng hơn 3.500 bệnh nhân, thì thấy rằng là nếu áp dụng tiêu chuẩn đó thì tính chung cho 9 nước thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân hen đạt kiểm soát hoàn toàn chỉ có 2% mà thôi. Như vậy thì mặc dù chúng ta có sản thuốc hiệu quả để điều trị hen rồi có hướng dẫn một cách cụ thể, nhưng mà cái tỷ lệ bệnh nhân mà hen đạt kiểm soát hoàn toàn vẫn rất là thấp cho cái vùng châu Á Thái Bình Dương. Vậy thì chúng ta phải tìm cách nào đó để mà thay đổi cái cách điều trị hay tiếp cận của bác sĩ để mà tăng cái tỷ lệ hen kiểm soát hoàn toàn. Và trong nghiên cứu này họ thấy rằng khi mà khảo sát bệnh nhân trong 12 tháng qua thì bao nhiêu phần trăm bệnh nhân có cái đợt cấp, thì thấy rằng trung bình cho cả 9 cái quốc gia thì thấy rằng là tỷ lệ tới 64% là bệnh nhân có bị đợt cấp trong năm vừa qua. Như vậy thì đây là một kết cục rất xấu, chúng ta cần phải coi lại cái việc điều trị. Và khi mà xem xét bệnh nhân có được đo chức năng hô hấp trong 12 tháng qua hay không, và tùy theo những cái nước khác nhau mà cái tỷ lệ được đo chức năng hô hấp tức là hô khí sẽ khác nhau. Như chúng ta thấy là ở tại Úc thì tương đối cao, tới 78% có đo chức năng hô hấp trong 12 tháng qua, hoặc là ở Hàn Quốc thì 81%, nhưng mà ở những cái nước khác ví dụ như là Ấn Độ thì chỉ có 23% mà thôi. Như vậy thì nghĩa là cái tình trạng mà tiếp cận với những phương tiện chẩn đoán nó sẽ thay đổi khác nhau cho những nước ở vùng châu Á Thái Bình Dương. Và đặc biệt là trong 12 tháng qua họ xem bệnh nhân có sử dụng corticoid đường uống hay không, xem như họ sử dụng corticoid đường uống giống như là mỗi thuốc kiểm soát hen, thì tỷ lệ nó cũng tương đối thay đổi rất nhiều giữa các nước. Đặc biệt là chúng ta nhìn thấy Ấn Độ tới 89% có sử dụng corticoid đường uống, còn những nước mà tiến bộ hơn ví dụ như là Úc hay là Hàn Quốc thì cái tỷ lệ thấp hơn, nhưng mà nói chung hơn 2/1/4 bệnh nhân là có sử dụng thuốc corticoid đường uống, được xem như là những thuốc ngừa cơn. Đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, mà coi như chúng ta phải giáo dục bệnh nhân để hạn chế sử dụng những thuốc này, bởi vì nó tăng cái tác dụng phụ, và mục tiêu điều trị của chúng ta là làm sao để giảm tác dụng phụ cho sử dụng thuốc điều trị hen. Và 3 tới 4 năm sau thì họ tiến hành một nghiên cứu khác cũng vùng châu Á Thái Bình Dương cho 8 nước cũng hơn 2.500 bệnh nhân, thì họ đánh giá lại coi cái mức độ kiểm soát hen của bệnh nhân theo tiêu chuẩn GINA nó có cải thiện hay không. Thì thực sự 3-4 năm sau thì tỷ lệ nó cải thiện, nó lên được là tới khoảng 18% bệnh nhân hen được kiểm soát hoàn toàn, nhưng mà tỷ lệ bệnh nhân vẫn còn thức giấc về đêm là tới 71%, hay là giới hạn hoạt động về hen tới 64%, nghĩa là hen chúng ta kiểm soát vẫn chưa được tốt lắm, mặc dù chúng ta có sẵn thuốc điều trị và có hướng dẫn điều trị. Và trong cái nghiên cứu ở vùng châu Á Thái Bình Dương thì họ xem thử bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị như thế nào, thì thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân mà sử dụng cái thuốc cắt cơn dạng hít đó, thì 35% so với thuốc ngừa cơn dạng hít chỉ có 17% mà thôi. Như vậy thì cái khả năng bệnh nhân sử dụng thuốc cắt cơn nó nhiều lúc gấp đôi cái thuốc mà ngừa cơn, thì đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, và làm sao mà khuyến khích bệnh nhân sử dụng thuốc ngừa cơn thay vì thuốc cắt cơn. Chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta chỉ sử dụng thuốc cắt cơn đơn thuần thì sẽ gây ra nhiều kết cục bất lợi, nếu phối hợp thêm với thuốc ngừa cơn thì nó sẽ đưa đến những kết cục tốt hơn. Và đặc biệt ở cái vùng mà châu Á Thái Bình Dương là nhiều bệnh nhân vẫn còn sử dụng thuốc ngừa cơn
thầy thuốc điều trị hen dẫn uống tới khoảng 24% mà chúng ta cần phải chú ý. Và từ từ thuốc ngừa cơn dạng hít nó càng ngày càng rẻ thì khuyến khích bệnh nhân sử dụng thuốc dạng hít để nó giảm tác dụng phụ của thuốc điều trị. Thì trong cái hội nghị EIS thì trong bài báo cáo của bà Reddo là một trong những người mà trong cái hội đồng khoa học của China 2019 lý giải tại sao mà bệnh nhân ít sử dụng thuốc ICS tức là thuốc ngừa cơn để điều trị hen. Thì bà ta cho rằng là do cái nhiều hướng dẫn điều trị hen của các nước đã chỉ rằng chúng ta chỉ sử dụng ICS khi mà triệu chứng nó trên 2 ngày trong một tuần lễ. Vậy thì mình chỉ định khi mà bệnh nhân có nhiều triệu chứng, nhưng mà nhiều khi bệnh nhân có triệu chứng họ không khai bác sĩ, cho nên vô hình chung thì rất là nhiều bệnh nhân mặc dù có triệu chứng nhiều hơn 2 ngày trong một tuần mà bệnh nhân khai ít hơn, cho nên họ không sử dụng ICS. Và đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần thay đổi, có thể là chúng ta phải chỉ định ICS cho tất cả mọi bệnh nhân không, chứ không đợi cho bệnh nhân là có nhiều triệu chứng thì mới sử dụng, lúc đó sẽ tăng cái tỷ lệ mà sử dụng ICS lên. Thứ hai nữa là do cái ICS nó không có hiệu quả tức thì, cho nên là bệnh nhân không thấy là không hiệu quả nên họ không sử dụng. Rồi có thể nó ICS nó đắt tiền, nhưng mà chúng ta biết từ từ thì cái giá ICS nó giảm dần thì bệnh nhân sẽ có cơ hội sử dụng nhiều hơn. Và nhiều bệnh nhân cho rằng là họ thấy sử dụng ICS không cần thiết, bởi vì họ có thể sử dụng cái thuốc cắt cơn đó là Sava để mà cắt cơn khi họ có triệu chứng. Họ nghĩ rằng thế mà tôi dùng thuốc cắt cơn với cái triệu chứng tôi hết thì xem như là tôi kiểm soát được bệnh hen của tôi, cho nên họ đã tạo cái thói quen thế mà có triệu chứng thì mới sử dụng, không triệu chứng thì không sử dụng. Rồi cái nữa là khi mà sử dụng ICS thì nói tới ICS là nói tới corticoid, mà hãy nói tới corticoid thì họ sợ nó bị tác dụng phụ. Rồi thêm cái nữa là ICS mà cho sử dụng mỗi ngày thì bệnh nhân nói nếu tôi sử dụng như thế thì tôi sẽ bị lệ thuộc vào thuốc, cho nên họ có khuynh hướng là họ sẽ không dùng theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Nhưng chúng ta cần phải giáo dục bệnh nhân về lợi ích của ICS và phải làm cho bệnh nhân tin rằng là sử dụng ICS nó không có lệ thuộc thuốc, thì lúc đó sẽ tăng cái khả năng sử dụng ICS cho bệnh nhân. Và lý giải tại sao mà bệnh nhân thường sử dụng Sava, bởi vì cái Sava là thuốc cắt cơn mà chúng ta hay sử dụng là salbutamol chẳng hạn, thì được xem như là một cái thuốc đầu tay trong điều trị hen hơn 250 năm qua, tức là cả bác sĩ và bệnh nhân đều quen dùng, cho nên là đó là cái khuynh hướng tại sao bệnh nhân cứ thể nghĩ tới hen là họ sử dụng cái thuốc này. Cái nữa là cái Sava thì nó làm giảm triệu chứng nhanh chóng, cho nên bệnh nhân được củng cố niềm tin là thế mà tôi có triệu chứng tôi sử dụng nó, thế mà hay có bệnh hen là nghĩ tới hen là cứ sử dụng nó, vì nó làm giảm được cái triệu chứng. Mà chúng ta phải giáo dục bệnh nhân mặc dù giảm triệu chứng nhưng mà sẽ gây ra những cái tác dụng bất lợi. Thêm nữa là cái Sapa thì nó giá nó rẻ và bệnh nhân có thể mua bất kể cái nhà thuốc nào, không cần bác sĩ kê đơn, cho nên họ tiếp cận với Sapa rất là dễ dàng. Và bệnh nhân sử dụng Sapa nhiều lúc bệnh nhân có triệu chứng hen từ nhỏ nên họ đã quen với cái việc sử dụng Sapa từ nhỏ, cho nên lớn lên họ bị hen họ vẫn cứ nghĩ tới việc là sử dụng Sapa. Và thêm nữa là cái Sapa được xem như là cái thuốc mà điều trị đợt cấp rất là phổ biến, thấy bệnh nhân bị đợt cấp vào bệnh viện là được bác sĩ cho Sapa, cho nên họ thấy đây là thuốc hiệu quả thì họ sử dụng. Đó thì cái lý do tại sao bệnh nhân cứ sử dụng Sapa mà ít sử dụng cái ICS. Nhưng mà nếu bệnh nhân chỉ sử dụng Sapa đơn thuần đó thì nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng thì nó sẽ theo thời gian mà nó sẽ bị lờ thuốc, hoặc là bệnh nhân cũng chẳng thấy rằng sau khi họ dùng 1-2 năm Sapa đơn thuần cho nên họ thấy nó không còn hiệu quả nữa. Thì cái lý do mà Sapa nó không còn hiệu quả là do nếu chúng ta sử dụng lâu dài đơn thuần một mình nó thì nó sẽ giảm đi các hoạt động cụ thể beta 2 giao cảm, rồi giảm sự bảo vệ phế quản, rồi khả năng giãn phế quản sẽ bị giảm xuống, và có tình trạng là đây là thuốc điều trị triệu chứng cho nên không điều trị cái nền viêm, cho nên nó sẽ tăng cái phản ứng dị ứng hoặc là tăng viêm phế quản mà liên quan tới bạch cầu an toàn. Như vậy thì nếu sử dụng Sapa thường xuyên thì chúng ta biết sẽ gây ra nhiều tác dụng bất lợi, và chúng ta cần phải giáo dục bệnh nhân về cái việc sử dụng Sapa đơn thuần. Và đặc biệt người ta nhận thấy nếu mà chỉ bệnh nhân sử dụng Sapa đơn thuần thì nó sẽ gây ra những cái kết cục xấu, tức là nó sẽ gây ra tử vong. Và trong China 2019 thì họ ghi nhận rằng là cái nguy cơ mà gây tử vong do hen thì đó không sử dụng ICS mà sử dụng Sapa đơn thuần, hoặc là đặc biệt nếu mà bệnh nhân nào mà sử dụng hơn một cái ống Sapa salbutamol mỗi tháng đó thì nguy cơ bị tử vong do cái đợt cấp hen thì tăng lên rất là nhiều, nên chúng ta càng phải cẩn thận.
Và khi bệnh nhân mà không tuân thủ điều trị với thuốc ngừa cơn thì họ có khuynh hướng sử dụng cái sapa đơn thuần, và nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng là cái 24% các bệnh cấp thì nó liên quan tới việc họ không tuân thủ điều trị, tức là họ chỉ sử dụng sapa mà không sử dụng ICS, và 60% các bệnh cấp là phải nhập viện là cũng là do sử dụng sapa đơn thuần thôi. Vậy thì bằng một cách chúng ta phải làm sao để cho bệnh nhân tăng cái khả năng sử dụng ICS để điều trị hen. Thì thường thì bệnh nhân nghĩ rằng nếu mà bệnh nhân bị nhẹ thì chúng ta sẽ không cần sử dụng cái thuốc ngừa cơn hen hay là thuốc kiểm soát hen, mà chỉ cần sử dụng thuốc cắt cơn đơn thuần mà thôi. Nhưng mà không phải bệnh nhẹ thì xem như là bệnh nhân sẽ không có bị đợt cấp hoặc là những đợt cấp nặng. Thì một nghiên cứu ở tại Úc họ nhận thấy rằng họ theo dõi những cái bệnh nhân mà được xem như là nhẹ, ít triệu chứng, họ không cần thiết sử dụng cái thuốc ngừa cơn hen hay là thuốc kiểm soát hen, mà theo hướng dẫn quốc gia thì họ chỉ sử dụng thuốc cắt cơn đơn thuần, tức là sapa đơn thuần mà thôi. Nhưng mà trong số những cái bệnh nhân mà chỉ sử dụng sapa đơn thuần, nghĩa là bệnh hen nhẹ, thì họ thấy rằng là khoảng 1/4 nó vẫn bị những đợt cấp mà phải cần chăm sóc khẩn cấp, tức là phải bệnh nhân phải đi khám cấp cứu hay là nhập khoa cấp cứu hoặc là nhập viện. Như vậy thì mặc dù hen nhẹ nhưng mà vẫn có thể bị cái đợt cấp mà có khi phải đi cấp cứu, và có nhiều trường hợp cái đợt cấp đó nặng và khiến cho bệnh nhân phải tử vong. Thì từ đó thì họ thấy rằng nếu mà chúng ta điều trị bệnh nhân hen nhẹ với những cái thuốc bằng ICS thì có làm giảm đợt cấp được hay không. Thì đây là một nghiên cứu họ sẽ đánh giá bệnh nhân mà điều trị bằng cái thuốc ICS trong trường hợp này là budesonide mỗi ngày so với bệnh nhân là không có sử dụng thuốc ICS. Thì dù cho bệnh nhân mà có triệu chứng rất ít, nghĩa là ở đây chúng ta thấy là từ 0 tới 1 ngày so với 1 tuần có triệu chứng, thì cái đường màu xanh đó là bệnh nhân sử dụng budesonide mỗi ngày, còn đường màu đỏ là bệnh nhân không sử dụng thuốc ngừa cơn. Thì ở đây chúng ta đây là cái chụp cho thấy là cái những biến cố bất lợi gồm có đợt cấp rồi cấp cứu nhập viện, thì thấy nếu mà chúng ta sử dụng ICS mỗi ngày dù bệnh nhân có rất ít triệu chứng thì nguy cơ đợt cấp nó giảm khoảng 46% so với bệnh nhân không sử dụng thuốc ICS. Còn nếu là bệnh nhân mà có triệu chứng nhiều hơn từ 1 cho tới 2 ngày có triệu chứng trong 1 tuần, thì việc sử dụng ICS mỗi ngày nó vẫn làm giảm cái đợt cấp khoảng 40% so với bệnh nhân mà không sử dụng ICS như là cái thuốc ngừa cơn. Như vậy chúng ta thấy mặc dù bệnh nhân có ít triệu chứng thì việc sử dụng thuốc ngừa cơn nó làm giảm đợt cấp, và từ đó sẽ làm giảm đi những biến cố bất lợi cho bệnh nhân hay là giảm đi cái nguy cơ tử vong. Và lợi điểm của ICS là như thế. Thì gần đây nó có một cái nghiên cứu được gọi là cái nghiên cứu Sigma, thì đây là cái nghiên cứu xem như là cái nghiên cứu bản lề, nó làm thay đổi những khuyến cáo mới của China 2019. Thì trong số những bệnh nhân được xem như là hen nhẹ, tức là những bệnh nhân mà chỉ sử dụng cắt cơn khi có triệu chứng, hoặc là chỉ sử dụng ICS liều thấp, hoặc là sử dụng Montelukast để kiểm soát hen, thì họ sẽ so sánh giữa cái nhóm mà chỉ điều trị tetracycline được xem như là SABA khi cần, so với cái nhóm sử dụng ICS và formoterol khi cần, với lại cái nhóm mà sử dụng ICS trong trường hợp này là budesonide mỗi ngày. Thì khi mà đánh giá cái chuyện kiểm soát triệu chứng hen đó, thì họ thấy rằng nếu mà chúng ta sử dụng budesonide mỗi ngày, tức là ICS mỗi ngày, thì cái khả năng cái số tuần lễ mà bệnh nhân có triệu chứng hen được kiểm soát nó sẽ cao hơn một cách có ý nghĩa thống kê so với việc sử dụng SABA mỗi khi nào có triệu chứng, hoặc là ICS hoặc Motrin khi nào có triệu chứng. Như vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng ICS mỗi ngày thì cái số tuần chúng ta được kiểm soát hen nó sẽ tốt hơn so với mà chúng ta sử dụng khi nào có triệu chứng. Và khi mà đánh giá cái đợt cấp trung bình nặng của bệnh nhân, tức là đợt cấp phải sử dụng corticoid uống hoặc là khi cấp cứu và nhập viện, thì thấy là nếu mà chúng ta sử dụng ICS mỗi ngày đó, thì nó sẽ làm giảm được cái đợt cấp so với bệnh nhân sử dụng SABA khi cần. Và nhưng mà cái việc mà giảm đợt cấp thì nó sẽ không khác so với cái nhóm mà bu để sau này hoặc là formoterol khi cần. Vậy thì nếu mà chúng ta điều trị bệnh nhân hen mà nhắm đến cái việc mà kiểm soát triệu chứng hen, tức là chú trọng tới việc là
triệu chứng được kiểm soát hoàn toàn, thì trong điều kiện lý tưởng thì chúng ta nên sử dụng ICS mỗi ngày, thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được cái số tuần mà kiểm soát hàng tốt hơn. Nếu mà chúng ta chỉ chú trọng tới việc giảm cái đợt cắt thì chúng ta có thể xem xét hoặc là dùng Blue Design mỗi ngày, tức là dùng ICS mỗi ngày, hoặc là chúng ta phải sử dụng cái ICS cộng với phọc motoron khi mà bệnh nhân có triệu chứng, thì lúc đó thì đợt cấp nó sẽ được giảm đi. Như vậy thì tùy theo cái mục tiêu điều trị của chúng ta mà chúng ta phải có cách sử dụng nó sẽ khác nhau. Nếu mà chúng ta vừa muốn kiểm soát được triệu chứng hen mà vừa giảm được cái đợt cấp thì chúng ta sẽ khuyên bệnh nhân sử dụng ICS mỗi ngày thì nó sẽ tốt hơn. Ở trong nghiên cứu đó họ đánh giá bệnh nhân trong một năm, chúng ta thấy đây là cái số tuần mà bệnh nhân đạt được cái triệu chứng, kiểm soát triệu chứng, và cái đường màu xanh đường phía trên này mấy chị thấy đây là cái đường mà bệnh nhân sử dụng ICS mỗi ngày, thì thấy nếu bệnh nhân sử dụng ICS mỗi ngày thì cái số tuần mà đang đạt được kiểm soát triệu chứng nó sẽ tốt hơn là so với cái nhóm mà sử dụng ICS phọc motoron khi cần, hoặc là dapagliflozin hay là SABA khi cần. Như vậy thì nếu mà chúng ta muốn nhắm tới đạt được kiểm soát hen, triệu chứng hen, thì chúng ta nên sử dụng ICS mỗi ngày thì chúng ta sẽ đạt được cái tình trạng kiểm soát triệu chứng hen cho bệnh nhân. Và ở đây là cái phân tích dưới nhóm, thì khi mà so sánh với cái bệnh nhân mà sử dụng ICS mỗi ngày so với các bệnh nhân sử dụng budesonide và phocmoterol khi cần, thì cả cái phân nhóm mà chỉ sử, trước đó trước khi tham gia nghiên cứu họ chỉ sử dụng SABA khi cần mà thôi, là nhóm phân nhóm 1, còn phân nhóm 2 là bệnh nhân sử dụng Montelukast mỗi ngày hoặc là ICS liều thấp mỗi ngày, thì thấy rằng là giữa cái nhóm mà sử dụng ICS mỗi ngày so với cái nhóm sử dụng ICS và phocmoterol khi cần thì không khác biệt về cái tần suất đợt cấp trong 12 tháng điều trị. Và cái nghiên cứu này được gọi là nghiên cứu Sigma 2, là trong nghiên cứu này là bệnh nhân không được nhắc nhở sử dụng thuốc, xem như một giống như là nghiên cứu đời thực, thì thấy rằng nếu mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân hướng tới giảm đợt cấp thì chúng ta có hai cách điều trị: một là sử dụng ICS mỗi ngày, hai là chúng ta có thể sử dụng ICS phối hợp với phocmoterol khi mà bệnh nhân có triệu chứng, thì chúng ta cũng sẽ kiểm soát được đợt cấp, tức là giảm được đợt cấp. Còn nếu mà chúng ta hướng tới việc mà kiểm soát triệu chứng thì chúng ta nên khuyên bệnh nhân là sử dụng ICS mỗi ngày. Và một cái phát hiện mới, tức là một cái tổng kết mới trong cái đợt mà IAS hay là APSA lần này nữa, là họ nhắc tới việc là chúng ta sử dụng cái liều ICS. Thì một cái nghiên cứu gộp họ tập hợp tất cả những cái thử nghiệm lâm sàng trước đây, họ thấy rằng là phần lớn những cái hiệu quả lâm sàng khi mà điều trị hen của ICS thì sẽ đạt được với cái ICS liều thấp. Ở trong trường hợp này thì ở đây là cái liều của fluticasone, tức là 250 microgram trở xuống mỗi ngày đó, thì mấy chị sẽ thấy được xem như là liều thấp. Thì những cái hiệu quả lâm sàng của điều trị hen gồm có là dùng thuốc cắt cơn, rồi giảm đợt cấp và thức giấc ban đêm vì hen, hay là cải thiện về FOV1. Thì ở đây mấy chị sẽ nhìn thấy là khoảng 80 cho tới 90% là cái hiệu quả này sẽ đạt được với cái liều fluticasone là dưới từ 250 microgram trở xuống. Như vậy thì nếu chúng ta tăng cái liều fluticasone lên thì chúng ta thấy là cái hiệu quả lâm sàng nó tăng lên rất là ít. Nhưng mà khi mà chúng ta vượt quá cái liều 500 microgram, tức là lên cái liều trên liều trung bình mà lên mà hướng tới cái liều cao, thì cái hiệu quả điều trị thì nó tăng lên không nhiều lắm, nhưng mà cái tác dụng phụ bắt đầu nó tăng lên, gồm có suy tuyến thượng thận hay là đục thủy tinh thể nó sẽ tăng lên. Vậy thì chúng ta phải hướng tới là đối với bệnh nhân hen mà nếu chúng ta chẩn đoán đúng thì chúng ta chỉ cần sử dụng thuốc cái liều ICS liều thấp cho đến liều trung bình, thì phần lớn cái hiệu quả nó sẽ đạt được, và chúng ta không nhất thiết phải dùng cái liều cao. Đặc biệt đó là lý do tại sao mà China khuyên chúng ta nếu chúng ta thử cái liều cao khoảng 6 tháng mà hiệu quả nó vẫn không đạt được thì chúng ta nên quay lại cái liều trước đó. Và đó cũng là lý do tại sao mà China 2019 này họ sẽ có thay đổi chút xíu so với China 2018 đối với cái liều của ICS cho cái bậc 4. Ví dụ ở đây bậc 4 thì cái liều ICS lúc đầu họ sẽ thấy trung bình cho tới liều cao,
nhưng mà qua cái China 2019 thì họ chuyển sang 1.4 là cái liều trung bình. Đó là một trong những cái thay đổi. Cái thay đổi thứ hai của China 2019 nữa là họ không khuyến cáo chúng ta sử dụng theophylline để điều trị kiểm soát hen. Tức là 2018 chúng ta thấy là cái các thuốc kiểm soát hen thay thế có thể xem xét là sử dụng theophylline, nhưng mà qua 2019 thì các anh chị sẽ thấy là không còn vai trò của theophylline dạng uống trong việc điều trị hen. Đó là cái thay đổi thứ hai. Và cái thay đổi thứ ba đó là cái bậc điều trị là bậc 1 và bậc 2. Thì 2018 thì họ cho bậc 1 thì điều trị kiểm soát hen thì họ hầu như là không có thể không sử dụng ICS mà chỉ sử dụng Sapa khi cần. Nhưng mà qua 2019 đó thì bậc 1 thì họ cũng khuyên là chúng ta sử dụng ICS liều thấp cộng với formoterol khi cần, hoặc là cái lựa chọn khác là sử dụng ICS liều thấp khi cần dùng Sapa. Thì cái này chút xíu tôi sẽ nói khi mà áp dụng vào Việt Nam thì chúng ta sẽ áp dụng như thế nào. Thì và cái bậc 2 thì so với 2018 thì ngoài chuyện là chúng ta có thể sử dụng ICS liều thấp mỗi ngày, hoặc là qua thì chúng ta có thể sử dụng cái suy diễn từ cái nghiên cứu Sigma là chúng ta có thể sử dụng ICS liều thấp và một formoterol khi cần. Thì ở đây chứng tỏ rằng cái China 2019 nó cho bác sĩ chúng ta nhiều lựa chọn hơn tùy theo bệnh nhân. Ví dụ chúng ta thấy là bệnh nhân chúng ta muốn vừa kiểm soát triệu chứng và giảm được đợt cấp thì chúng ta sẽ sử dụng cái ICS liều thấp mỗi ngày. Hoặc là nếu mà chúng ta có chế phẩm khác, ví dụ ICS liều thấp và formoterol chúng ta có sẵn và chúng ta chỉ nhắm tới giảm đợt cấp thì chúng ta sẽ thể sử dụng theo phương pháp này. Nhưng mà nếu mà chúng ta hướng tới lại vừa giảm triệu chứng và giảm đợt cấp thì phải sử dụng ICS mỗi ngày. Và một cái thay đổi khác nữa là trong cái thuốc cắt cơn để điều trị hen thì cho cái bậc 1, bậc 2 thì China 2019 họ cho phép chúng ta xem xét sử dụng ICS liều thấp và formoterol khi cần. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải chú ý là cái thuốc này vẫn chưa được chấp nhận để mà điều trị cái đợt cấp do bệnh nhân hen ở nhiều nước trên thế giới. Cho nên ở China 2019 thì họ xem như đây là một cái lựa chọn mà gọi là off-label. Còn chính thức chúng ta vẫn sử dụng Sapa khi bệnh nhân có cơn hen. Thì chút xíu nữa thì tôi sẽ nói về cái ưu và nhược điểm của China 2019 và làm sao chúng ta sẽ áp dụng vào Việt Nam. Thì vậy thì chúng ta có những cái điểm mới và những cái cơ sở để chúng ta thay đổi China 2019, tức là nếu sử dụng Sapa đơn thuần thì bệnh nhân sẽ có nhiều cái biến cố bất lợi, và nếu chúng ta sử dụng ICS thì bệnh nhân sẽ giảm đi những biến cố bất lợi đó. Và tùy theo chúng ta hướng tới là điều trị vừa giảm triệu chứng vừa kiểm soát triệu chứng, hay là chỉ nhắm tới là chỉ giảm cái đợt cấp, mà chúng ta sẽ có những lựa chọn điều trị khác nhau. Vậy thì China 2019 thì khi chúng ta áp dụng vào Việt Nam thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề gì? Thì trước tiên tôi xin nhắc lại về cái China thì được xem như là một cái hướng dẫn điều trị mà để chúng ta tăng cái nhận thức về bệnh hen và cải thiện các việc điều trị hen bằng cách phối hợp của nhiều đối tác có liên quan. Và China nhấn mạnh đây chỉ là một cái chiến lược toàn diện dựa trên bằng chứng chứ không phải là một cái hướng dẫn điều trị. Cho nên nếu chúng ta muốn áp dụng thì chúng ta phải hiệu chỉnh cho nó phù hợp với hệ thống y tế của chúng ta, tùy theo thuốc chúng ta có sẵn như thế nào. Và đặc biệt nữa, China đã được cập nhật định kỳ mỗi năm, cho nên là nó có nhiều thay đổi thì chúng nó lý do chúng ta cũng phải cập nhật. Thì cái China 2019 thì nó có những cái ưu điểm và nhược điểm như thế nào? Thì theo tôi thì cái ưu điểm của nó là nó dựa trên cái nhiều bằng chứng, tức là nhiều cái nghiên cứu mùa đôi có đối chứng và nhiều cái nghiên cứu đời thực. Và đặc biệt là China 2019 nó cho phép bác sĩ và bệnh nhân lựa chọn những cái điều trị ngừa cơn hoặc là cắt cơn phù hợp theo cái sở thích của mình hoặc là theo cái thuốc có sẵn. Thì đó là cái tinh thần của China 2019, là
sẽ hướng tới là cá thể hóa điều trị tùy theo bệnh nhân và tùy theo cái nguồn lực y tế của mình. Nhưng mà nó có những cái nhược điểm sao. Thứ nhất là cái thuốc mà kiểm soát hen ưu tiên, hoặc là mình gọi là thuốc ngừa cơn đó, cho bậc 1 và bậc 2 đó, thì họ khuyến cáo sử dụng isotretinoin khi cần. Thì cái chuyện đó nó lại có vẻ nó sẽ đi ngược lại cái tinh thần của điều trị hen, là chúng ta là phòng ngừa hơn là đợi bệnh nhân có triệu chứng. Cho nên thì cái kiểu điều trị này thì nó xuất phát từ cái hành xử của bệnh nhân, tức là bệnh nhân có triệu chứng mới sử dụng. Nhưng mà chúng ta cần phải giáo dục bệnh nhân là chúng ta điều trị hen là điều trị phòng ngừa chứ không phải đợi có triệu chứng. Cho nên là có vẻ nếu các cách điều trị này thì chúng ta cần phải giáo dục bệnh nhân làm sao chúng ta phải điều trị mỗi ngày, hoặc là điều trị với liều tối thiểu chứ không có đợi có triệu chứng mà mới sử dụng. Thì có vẻ cái kiểu khuyến cáo mà điều trị ưu tiên này thì nó có vẻ nó hơi đi ngược, và chúng ta cần thời gian coi cái kiểu điều trị này nó có phù hợp hay không. Cái nữa là cái việc mà điều trị ICF hoặc Motrin khi cần cho bậc 1, bậc 2 thì không phải lúc nào thuốc của chúng ta cũng có sẵn cái thuốc đó. Cho nên cái chuyện mà điều trị này thì nó chỉ có thể nó phù hợp tại thời điểm này, hoặc là tại những cái vùng nào có sẵn thuốc đó. Nhưng mà có những vùng không có cái isotretinoin thì có thể sẽ khó áp dụng cho cái việc mà điều trị kiểm soát ở cái bậc 1, bậc 2 như thế này. Thì trong cái phần mà hiệu chỉnh thì tôi sẽ nói chúng ta phải điều chỉnh như thế nào cho nó phù hợp cho Việt Nam. Cái nữa thì Gene là cho phép bệnh nhân là sử dụng khi có triệu chứng, nhưng vấn đề là bệnh nhân có nhận biết được khi nào chúng tôi sử dụng, khi cần hay không, đó cũng là một vấn đề bác sĩ cần phải giáo dục, hoặc là phải hướng dẫn bệnh nhân mà biết khi nào thì tôi cần dùng. Nhưng mà có nhiều bệnh nhân thì họ có thể phản ứng thái quá, có khi không cần thiết rồi họ sử dụng, có khi họ đã có triệu chứng nặng mà họ lại không sử dụng. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề và cần thời gian để biết là cái cách điều trị này nó có hiệu quả hay không trong đời thực. Cái nhược điểm thứ hai nữa là thuốc cắt cơn hen ưu tiên cho bậc 1, bậc 2 thì họ khuyến cáo là chúng ta sử dụng formoterol và ICS thay vì SABA khi mà có triệu chứng. Thì cho tới thời điểm này rất là nhiều nước trên thế giới vẫn chưa cái chấp nhận cái kiểu cái chế phẩm này để điều trị cho cái đợt cấp. Cho nên đó là một vấn đề mà cần thời gian. Và cái nữa là cái bằng chứng mà sử dụng isotretinoin để điều trị mà khi có triệu chứng đó, nó chỉ được thực hiện ở bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên thôi. Nhưng mà chúng ta cần vẫn còn rất là nhiều bệnh nhân mà dưới 12 tuổi thì chúng ta không thể sử dụng cái biện pháp này. Và cái những cái nghiên cứu mà về việc sử dụng cái dạng chế phẩm đó khi cần thì nó chỉ sử dụng dưới dạng là bình hít bột khô. Như vậy thì việc áp dụng từ bình hít bột khô qua cái bình hít MDI thì nó lại là một vấn đề khác mà cần có nghiên cứu. Thêm nữa là khi bệnh nhân có triệu chứng có cơn thì nhiều lúc họ khó thở mà chúng ta sẽ sử dụng cái bình hít bột khô, có khi họ hít không hiệu quả, hoặc là họ không biết cách sử dụng nữa. Thường thường bệnh nhân cái quen cái cách sử dụng MDI cũng là một vấn đề, nếu mà họ không biết cách sử dụng và họ hít không được thì lại không có tác dụng. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận khi mà chỉ định cái cách điều trị isotretinoin khi càng khi bệnh nhân có triệu chứng hen. Vậy thì cho tới thời điểm này thì nhiều bệnh nhân thì họ vẫn quen với cách sử dụng là cái thuốc SABA, cho nên là khi cần thì họ lại sử dụng SABA, họ quen với cái đó thì quả hơn. Như vậy thì nó có những nhược điểm của nó thì chúng ta cần phải hiệu chỉnh để cho nó phù hợp với Việt Nam. Thì cái hiệu chỉnh mà tôi chú trọng ở đây tức là khi mà chúng ta điều trị cho cái bậc 1 và bậc 2 thì ở đây thay vì ở China 2019 thì chỉ sử dụng là ICS liều thấp ở phục mô khi cần cho bậc 1, thì tôi vẫn khuyến cáo là chúng ta nên giáo dục bệnh nhân như thế nào đó chúng ta sẽ dùng cái ICS liều hiệu quả tối thiểu cho cái bậc 1 hoặc là bậc 2 ở đây, tức là để hướng tới tinh thần là chúng ta điều trị ngừa cơn hơn là điều trị cắt cơn. Và nếu mà bệnh nhân mà không sử dụng theo kiểu này đi chăng nữa thì chúng ta cũng lúc nào cũng chỉ định cái bình hít có ICF khi mà họ có triệu chứng họ sử dụng cái SABA, thì nhắc họ là phải sử dụng đi kèm cái ICF, thì lúc đó nó sẽ trở thành giống như tinh thần của China 2019. Và cái ICF mà liều hiệu quả tối thiểu ở đây thì chúng ta có thể sử dụng mỗi ngày, nhưng mà nếu bệnh nhân
sử dụng mỗi ngày mà vẫn không có lên cơn hen, tức là kiểm soát tốt thì chúng ta thấy giảm một cách ngày, có thể là sau đó là cách 2 ngày nữa, có khi là 1 tuần lễ một lần, thì tạo cho bệnh nhân có một thói quen là điều trị hen là chúng ta phải điều trị đều đặn để hướng tới là ngừa cơn hơn là chúng ta điều trị đợi lên cơn. Thì đó là cái hiệu chỉnh mà tôi thấy rằng là chúng ta cần phải hiệu chỉnh cho Việt Nam để cho nó phù hợp với thực tế, là không phải lúc nào chúng ta cũng có sẵn thuốc ai sẽ liều thấp phosphoterol. Có khi là chúng ta đang có thuốc này nhưng mà tới ngày đó là bệnh viện chúng ta không còn cái thuốc dạng này, thì chúng ta phải có lựa chọn khác, chúng ta có thể chuyển sang là ICS lượng thấp đơn thuần, hoặc là ICS phối hợp với LABA một cái chế phẩm khác và cho bệnh nhân sử dụng với cái liều tối thiểu. Vậy thì đây sẽ tạo ra chúng ta sẽ có nhiều cái lựa chọn để phù hợp với tình hình thực tế của bệnh viện chúng ta, mà chúng ta sẽ cho bệnh nhân hướng tới là điều trị như thế nào đó để cho bệnh nhân là có điều trị bằng ICS để điều trị hen thay vì chỉ sử dụng LABA khi cần. Thì đó là cái hiệu chỉnh mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp cho Việt Nam. Thì trở lại câu chuyện ở Việt Nam thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta để mà kiểm soát hen tốt đó, thì chỉ cần chúng ta áp dụng cái GINA vào thực hành lâm sàng, thì lúc đó chúng ta sẽ kiểm soát được bệnh hen, và đặc biệt là miễn sao chúng ta có sẵn cái thuốc ngừa cơn, tức là có sẵn ICS thì là mọi chuyện nó sẽ rất dễ dàng. Ví dụ cái một cái nghiên cứu chúng tôi tiến hành ở bốn cái đơn vị quản lý hen và CD tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006, lúc đó là hầu như chúng ta chủ yếu sử dụng là ICS hoặc là ICS LABA mà liều cố định và SABA khi cần. Cái thời điểm đó thì chúng ta vẫn chưa có cái liệu pháp mà sử dụng là ICS phosphoterol khi cần đâu, mà chỉ sử dụng cái kiểu liều cố định. Thì thấy rằng nếu mà trong số những bệnh nhân mà hen chưa được kiểm soát hoàn toàn và cho điều trị bằng cái ICS hoặc là ICS LABA ngừa cơn và SABA khi cần đó, thì sau 1 năm điều trị lúc đầu bệnh nhân có tình trạng nhập viện là 32%, và sau 1 năm chỉ còn 5-7% bệnh nhân nhập viện, tức là giảm tỷ lệ nhập viện rất là nhiều. Còn cái ACT mà trên 20% xem như là hen được kiểm soát, thì từ lúc đầu thì bệnh nhân khoảng 14% ACT trên 20, sau 1 năm là nó tăng lên khoảng 7-7%. Như vậy nếu mà chúng ta chỉ cần có ICS rồi bệnh nhân điều trị đúng, thì cái tình trạng kiểm soát hen hoặc là nhập viện nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Và trong cái nghiên cứu đó thì chúng tôi thấy rằng là tại thời điểm đó chúng tôi đánh giá tiêu chí kiểm soát hen là không chỉ dựa vào cái triệu chứng lâm sàng mà còn dựa vào chức năng hấp nữa. FEV1 phải đạt trên 80% mới được xem là kiểm soát hoàn toàn. Thì tại thời điểm mà tham gia nghiên cứu chỉ 1% đạt kiểm soát hoàn toàn, mới lần sau 12 tháng là lên tới 37%. Vậy thì chỉ cần chúng ta có thuốc ngừa cơn tốt thì bệnh nhân sẽ kiểm soát, nó sẽ cải thiện. Và trong cái nghiên cứu này thì lại một lần nữa cho chúng ta thấy rằng cái tầm quan trọng của việc điều trị liên tục. Trong số những bệnh nhân mà tham gia cái nghiên cứu đó, sau 12 tháng đó, bệnh nhân sử dụng thuốc ngừa cơn liên tục theo hướng dẫn của bác sĩ đó, thì cái tỷ lệ mà hen kiểm soát hoàn toàn tại thời điểm mà tiêu chuẩn rất khắt khe thì nó lên tới 62%. Còn trong khi bệnh nhân mà sử dụng gián đoạn khi nào không có đều đặn đó, tức là họ sử dụng khi càng hoặc là không đều đặn, thì thấy chỉ có 11,3% hen kiểm soát hoàn toàn mà thôi. Thì một lần nữa cho thấy nếu chúng ta nhắm tới việc mà kiểm soát triệu chứng hay là hen, tỷ lệ hen đạt kiểm soát hoàn toàn, chúng ta phải giáo dục bệnh nhân và sử dụng thuốc ngừa cơn liên tục. Thì một nghiên cứu sau này thì chúng tôi tổng kết 5 năm ở tại bệnh viện Đại học Y Dược, thì thấy rằng là nếu mà chúng ta điều trị GINA mà bệnh nhân sử dụng thuốc ngừa cơn theo hướng dẫn của GINA, đa số bệnh nhân trong cái nghiên cứu này là điều trị ICS hoặc là ICS LABA liều cố định và SABA khi cần, thì cái tỷ lệ mà hen kiểm soát hoàn toàn tại thời điểm ban đầu đó thì chúng ta thấy là chỉ có 2,6% mà thôi. Nhưng mà tiêu chuẩn trong trường hợp này thì bớt khắt khe hơn, tức là bỏ đi cái tiêu chuẩn hô hấp ký là FEV1 trên 80%, thì lúc đầu chỉ 2,6% và sau 5 năm nó tăng lên khoảng gần 60% nếu mà bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt, họ theo bác sĩ và điều trị đúng theo cái tinh thần của China. Và một nghiên cứu gần đây ở tại Singapore trong cái kỳ mà ABSA vừa rồi thì tôi có báo cáo, để thấy rằng là nếu mà bệnh nhân mà điều trị hen như thế nào đó mà họ đạt được cái kiểm soát hen, tức là ACT trên 20 điểm trở lên, thì họ sẽ tiết kiệm được cái chi phí điều trị khoảng 30%. Thì thực sự khi mà họ tuân thủ tốt điều trị thì họ sẽ tốn tiền mua thuốc ngừa cơn nhiều hơn, ví dụ trong trường hợp này là 149 đô la Singapore
một một cái đợt khám so với 129 bệnh nhân mà ICP dưới 20%. Thì cái tiền mà họ chi cho cái thuốc ngừa cơn nhiều hơn, nhưng mà cái tiền mà để họ chi cho còn gọi là chi phí gián tiếp nó sẽ ít hơn, họ ít bị nghỉ làm, ít nghỉ học hoặc là ít bị đợt cấp hơn, thì cái tiền mà gọi là chi phí gián tiếp nó sẽ ít hơn so với cái nhóm mà ICP dưới 20%. Và tổng cộng lại thì cái chi phí điều trị của họ trong một lần khám thì nếu mà nhóm mà ICP trên 20 điểm đó thì chỉ có 201, trong khi cái nhóm ICP dưới 20 thì 283 đô la. Như vậy thì cứ một lần một đợt khám như vậy ở tại Singapore, họ thấy rằng nếu mà điều trị như thế nào đó mà để cái hen mà đạt kiểm soát hoàn toàn hay là kiểm soát tốt đó, thì họ tiết kiệm được khoảng 65 đô la Singapore cho mỗi một lần khám, hay là nó giảm được 30% tổng chi phí điều trị. Như vậy chúng ta mặc dù thấy là cái tiền bỏ ra để điều trị duy trì nó nhiều, nhưng mà tính chung lại thì là chúng ta sẽ tiết kiệm được cái chi phí, tổng chi phí cho bệnh nhân. Và khi mà chúng ta điều trị hen mà đúng theo China đó, thì không chỉ cải thiện về mức độ kiểm soát hen mà cái chức năng hấp cũng cải thiện. Ví dụ trong nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng là FM1 tại thời điểm tham gia nghiên cứu chỉ 77,5 thôi, nhưng mà sau 5 năm, tức là chúng ta bây giờ điều trị tốt rồi, thầy là FM1 cũng là cũng trên 80%, tức là lên tới 86%. Còn có một điều là trong quá trình điều trị hen thì cái tỷ lệ bệnh nhân bỏ trị, tức là sẽ chuyển cho khác, là sắc rất cao. Chúng ta phải chú trọng tới giáo dục bệnh nhân. Mà tại bệnh viện đạo, bây giờ cái số lượng bệnh nhân bỏ thì có thể là họ sẽ chuyển sang những cái cơ sở điều trị ở tuyến dưới, chứ không phải là họ bỏ trị. Mà nếu mà họ tuân thủ tốt theo bệnh bác sĩ hướng dẫn thì cái việc mà kiểm soát hen và cải thiện chức năng hô hấp nó sẽ cải thiện rất là tốt. Thì trong cái nghiên cứu trước đó chúng tôi thấy rằng cái lý do mà bệnh nhân mà không dùng thuốc liên tục đó, thường là bệnh nhân hết triệu chứng, cho nên khi mà họ hết triệu chứng thì thường họ là sẽ có khuynh hướng là dừng cái thuốc ngừa cơn. Bây giờ chúng ta cần phải có nhiều thời gian là chúng ta phải giáo dục bệnh nhân và hướng dẫn bệnh nhân sẽ cần thiết phải điều trị duy trì. Vậy thì ở đây sẽ trở lại câu chuyện là chúng ta phải tốn thời gian để giáo dục bệnh nhân làm sao để họ tuân thủ điều trị, và phải tạo mối quan hệ tốt với thầy thuốc và bệnh nhân, và giải thích cho bệnh nhân thế nào là hen kiểm soát hoàn toàn. Tức là không phải nó chúng ta điều trị phòng ngừa làm như thế nào để triệu chứng đừng xuất hiện, chứ đừng đợi triệu chứng có xuất hiện thì chúng ta mới điều trị. Và phải giải thích được cái lợi ích của việc điều trị ngừa cơn, tức là giảm được triệu chứng và giảm nguy cơ bị đợt cấp rồi, tức là nó sẽ đưa ra những cái kết cục có lợi. Không phải giải thích họ thì cần thiết phải điều trị đều đặn và lâu dài. Và đặc biệt nữa chúng ta phải chú ý tới cái việc mà hướng dẫn sử dụng cái bình hít cho bệnh nhân. Bởi vì nếu mà chúng ta cho bệnh nhân thuốc mà chúng ta không hướng dẫn sử dụng, hoặc bệnh nhân sử dụng sai thì không hiệu quả. Nếu không hiệu quả thì họ sẽ không có tiếp tục điều trị, họ sẽ bỏ trị. Và trong một cái nghiên cứu công bố gần đây, họ thấy rằng là cái khả năng mà sử dụng bình hít của bệnh nhân á, sử dụng đúng á, nó không thay đổi sau 40 năm. Nếu mà chị biết là chỉ 20 tới 30% là bệnh nhân sử dụng cái bình hít nó đúng mà thôi. Dù bao nhiêu năm như thế cũng vậy. Cho nên và khi mà cho một cái chỉ định điều trị một cái loại dụng cụ hít, chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân rồi cho bệnh nhân sử dụng lại trước mặt coi có đúng hay không, mà chúng ta phải chọn cái loại bình hít mà bệnh nhân có khả năng sử dụng, thì lúc đó mới có hiệu quả. Đây, ở trên đây sẽ thấy là tầm quan trọng của việc mà hướng dẫn hay là giáo dục của bệnh nhân. Và chúng ta nhớ rằng điều trị hen là một cái chu trình liên tục. Chúng ta chẩn đoán hen rồi cho thuốc điều trị, rồi sau đó chúng ta phải đánh giá lại là coi bệnh nhân có đáp ứng hay không, và chúng ta phải thay đổi cái điều trị. Nếu chúng ta thấy một thuốc đó hoặc là một cái cách điều trị đó mà nó không phù hợp bệnh nhân và không có hiệu quả, thì chúng ta phải thay đổi và làm sao để mà hướng tới cái mục tiêu là bệnh nhân được là kiểm soát về triệu chứng, rồi giảm được cái đợt cấp và tránh được tác dụng phụ, và cải thiện được chức năng hô hấp của bệnh nhân, và đặc biệt là bệnh nhân tiếp tục điều trị theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Thì ở đây là một cái chu trình khép kín mà chúng ta phải làm sao đánh giá và điều chỉnh để mà nó phù hợp được cái mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được trong quá trình điều trị hen. Thì xin tóm tắt lại thì chúng ta thấy rằng cái dù chúng ta có sẵn thuốc điều trị rồi có hướng dẫn, nhưng mà cái tỷ lệ hen kiểm soát hoàn toàn cả trên thế giới và Việt Nam vẫn không được cao lắm. Và cái vấn đề là nhiều bệnh nhân không có tuân thủ điều trị, họ không có sử dụng cái ICS, mà chúng ta cần phải thời gian, có nhiều thời gian để hướng dẫn bệnh nhân. Và trong cái China 2019 thì họ đề cập tới việc sử dụng cái ICS và phenobarbital khi cần cho bệnh nhân hen mặt 1, mặt 2, nhưng mà
chúng ta biết rằng nếu mà trong điều kiện lý tưởng, có điều kiện thì chúng ta nên sử dụng cái ICS liều thấp và ICS duy trì, bởi vì cái cách điều trị đó nó được chứng minh rằng là nó sẽ kiểm soát được cái triệu chứng hen, nó sẽ tốt hơn là điều trị khi cần. Và đặc biệt cái China 2019 thì nó cung cấp cho chúng ta nhiều cái lựa chọn điều trị, thì tùy theo chúng ta thấy cái đối tượng bệnh nhân của chúng ta là như thế nào thì chúng ta sẽ lựa chọn cái cách điều trị mà nó phù hợp cho bệnh nhân và phù hợp với cái thuốc mà chúng ta sẵn có, và làm sao đó chúng ta phải áp dụng như thế nào đó và để hướng tới cái mục tiêu là chúng ta sẽ kiểm soát được vừa triệu chứng và giảm được cái đợt cấp. Thì chúng ta biết rằng cái tinh thần điều trị của hen là chúng ta phải làm sao đó để cho bệnh nhân được kiểm soát triệu chứng và giảm được cấp, mà bằng cách là chúng ta phải điều trị duy trì, tức là điều trị ngừa cơn hơn là cắt cơn. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết.